Phân biệt thức indicatif và thức subjonctif, phần 2. Ở phần 1, chúng ta đã tìm hiểu các trường hợp sử dụng thức indicatif trong tiếng Pháp. Ở phần 2 này, chúng ta sẽ tìm hiểu các trường hợp sử dụng thức subjonctif và một số trường hợp đặc biệt cần lưu ý. Sau các động từ hoặc cụm từ thể hiện mong muốn, mệnh đề sẽ được chia ở thức subjonctif. Ví dụ như động từ aimer, yêu thích, vouloir, muốn, désir, khao khát, souhaiter, muốn, attendre, mong đợi, avoir envie, mong muốn. Ví dụ, je souhaite que cette année soit celle de la paix. Tôi mong rằng năm nay sẽ là một năm yên bình. Je veux que vous regardiez les personnages secondaires. Tôi muốn bạn xem các nhân vật phụ. Tiếp theo, các mệnh đề theo sau một động từ hoặc cụm từ thể hiện sự không chắc chắn hoặc sự nghi ngờ cũng sẽ được chia ở thức subjonctif. Ví dụ như il est peu probable que, il est possible que, il est impossible que, il arrive que, il semble que, douter que, vân vân. Il est possible qu'elle soit fatiguée après le travail. Có thể là cô ấy đang mệt mỏi sau giờ làm việc. Il arrive que l'enfant soit très effrayé. Có thể là đứa trẻ đang rất sợ hãi. Sau động từ hoặc cụm từ thể hiện cảm xúc như regretter, détester, s'inquiéter, redouter, avoir peur hoặc craindre. Hoặc động từ être cộng cho một tính từ diễn tả cảm xúc như être heureux, hạnh phúc, être fier, tự hào, être furieux, giận dữ. Ví dụ, je suis heureux que tu sois heureux. Tôi hạnh phúc khi bạn cảm thấy hạnh phúc. J'ai peur que tu sois mécontent. Tôi sợ rằng bạn không vui. Sau động từ hoặc cụm từ thể hiện sự bắt buộc hoặc sự ngăn cấm như il est obligatoire que, interdire que, refuser que, il est interdit que. Ví dụ, il est obligatoire que tu viennes. Bạn bắt buộc phải đến. Nous devons interdire que les visiteurs donnent de la nourriture aux animaux. Chúng ta phải cấm du khách cho động vật ăn. Sau các cụm từ thể hiện sự cần thiết như il faut que, nó cần thiết, nên avoir besoin que, il vaut mieux que, il est nécessaire, il est essentiel, il est indispensable. Il est essentiel que les serveurs soient polis avec les clients. Điều cốt yếu là các nhân viên phục vụ phải lịch sự với khách hàng. Một số trường hợp cần lưu ý. Mặc dù chúng ta đã biết sau động từ douter, nghi ngờ, động từ sẽ được chia ở thức subjonctif
nhưng sau se douter, động từ sẽ chia ở indicatif. Vì động từ se douter trong tiếng Pháp có nghĩa là avoir le soupçon de quelque chose, có cảm giác, có linh cảm điều gì đó sẽ xảy ra. Khi người nói sử dụng se douter có nghĩa là họ khá chắc chắn điều đó sẽ xảy ra, nên động từ cũng chia ở thức indicatif. Ví dụ chúng ta sẽ nói je doute qu'il soit triste, tôi nghi ngờ việc anh ấy buồn, có nghĩa là tôi không chắc chắn về việc anh ấy buồn, tôi không nghĩ rằng anh ấy đang buồn. Nhưng chúng ta sẽ nói je me doute qu'il est très triste, tôi nghi là anh ấy đang rất buồn. Câu này lại có nghĩa là tôi nghĩ anh ấy đang rất buồn, tôi khá chắc chắn là anh ấy đang rất buồn. Động từ espérer có nghĩa là hy vọng. Mệnh đề theo sau nó cũng được chia ở thức indicatif. Động từ espérer trong tiếng Pháp có nghĩa là considérer comme capable de se réaliser un événement, un acte. Có nghĩa là xem như sự kiện nào đó có khả năng xảy ra. Từ capable nhấn mạnh khả năng xảy ra là gần như chắc chắn, nên chúng ta cũng sẽ dùng indicatif. J'espère que tu comprends. Tôi hy vọng bạn hiểu. Trường hợp cuối cùng, il me semble que được theo sau là một mệnh đề ở thức indicatif. Vì il me semble hoặc il te semble, il lui semble diễn tả một ý kiến, một quan điểm, nó có nghĩa tương tự như động từ penser. Nên chúng ta cần lưu ý khi nói il semble, mệnh đề sẽ chia ở thức subjonctif. Nhưng khi nói il me semble, động từ sẽ chia ở thức indicatif. Ví dụ il semble qu'il se soit perdu, có vẻ anh ấy bị lạc đường. Il me semble qu'il s'est perdu, theo tôi thấy anh ấy dường như đang lạc đường.